Dạ, em muốn mỗi người bạn trai của em là một người tính tình hài hước. Anh có hài hước không anh? Anh cũng có hài hước em. Hài hước gì, ta hỏi câu trả lời câu cục ngủng đi. Vậy nó hài hước đó. Dạ, em tên là Phạm Thanh Kim Ngân. Năm nay em 28 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm việc tại công ty xuất nhập khẩu Quốc Lương anh. Em làm thợ may. Ở quận nào Ngân? Dạ, ở quận 8 anh. Quận 8. Rồi, mời bạn trai. Em tin tự giới thiệu, em tên là Trương Minh Tài. Năm nay em 29 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm cho một công ty tư vấn về doanh nghiệp. Em là giao nhận chứng từ hồ sơ chưa? Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là theo mọi người nhận xét là em hiền, ít nói. Còn khuyết điểm của em là tại vì em quá ít nói, với lại em khờ nữa. Ai nói em khờ trơn. Em có thấy em khờ không? Có. Rồi, bạn trai, bên đây rất khờ, được ăn hiếp nha. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là sống nhiệt tình, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Khuyết điểm của em là em mau quên. Bên kia khờ, bên đây quên. Cũng mệt lắm á nha. Tình trường của hai bạn thì sao? Bạn trai, bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em đã trải qua hai mối tình rồi chị. Mối tình dài nhất bao nhiêu vậy Tài? Dạ, mối tình dài nhất là 4 năm. 4 năm? Dạ, và dài đấy. Phải mất 5 năm em mới quên được. Và mối tình gần nhất là 4 tháng. Một mối tình 4 năm, 5 năm mới quên được. Rồi một mối tình 4 tháng. Tức là em quen người kia 4 năm. Dạ. Em chia tay 5 năm em vẫn chưa quên được đúng không? Vậy là 9 năm trong tình yêu. Dạ. Tại sao một cái mối tình mà có thể nói khó quên như vậy? Mối tình đầu đời. Nhưng mà sao mà chia tay vậy? Do bạn ấy đi du học. Tụi em có quyết định là phải ngừng cái việc yêu nhau lại để hỗ trợ bạn đó đi du học. Nhưng mà do bạn ấy đi rồi đi luôn. À, thấy thương em quá. Rồi sau đó quen mối tình sao mới có 2-3 tháng à? Dạ thì trong quá trình tìm hiểu với nhau á, thì cảm thấy là không có hợp nhau về tính tình. Cổ cũng còn trẻ con quá nên em ngừng cái việc yêu lại luôn, em không yêu nữa. Ngừng luôn? Dạ. Cũng mấy tháng chưa có sao đúng không? Dạ. Chia tay sớm bớt đau khổ. Coi như hai mối tình đều ngừng bất chợt. 4 năm mà quên tới 5 năm vậy mấy tháng quên tới bao lâu chị? Tại vì bạn kia bắn đi học rồi, đây cũng chờ đó, mất thời gian thôi. Mỗi thời điểm là một cái giá trị khác nhau, đừng so sánh. Giờ em mong muốn người bạn trai ngồi cái bên là mỗi người như thế nào? Em trao đổi với anh thử coi. Dạ, em muốn mỗi người bạn trai của em là một người có trách nhiệm, vui vẻ, hòa đồng, tính tình hài hước nữa. Anh có hài hước không anh? Anh cũng có hài hước em. Hài hước gì, ta hỏi câu trả lời câu cục ngủng thì vui gì đâu trời. Vậy mới hài hước đó. Trả lời dài sao hài hước. Anh có chung thủy không anh? Có em, điều này em yên tâm. Dạ. Có yêu cầu gì nữa hỏi anh đi, trực tiếp hỏi anh đi. Hỏi gì em không kêu. Anh có gì em hỏi hết qua đây thì anh trả lời cho. Cái gì em thích, em không thích ở người bạn trai? Em cứ gì em không thích bạn trai lăng nhăng, nói nhiều làm ít. Em không có thích bạn trai mà hay soi mói bạn gái. Với lại gia trưởng nữa. Anh có gia trưởng không anh? Không, anh dễ tính lắm, anh không có gia trưởng. Rồi gì nữa không? Dạ hết rồi anh. Hết rồi hả? Đó yêu cầu bạn gái, còn bạn trai yêu cầu thế nào? Dạ em yêu cầu bạn gái cũng có sự giống như quan điểm về tình yêu của em là có sự chung thủy, tin tưởng và hiểu nhau, chia sẻ nhau mọi vấn đề trong cuộc sống để cùng nhau dạ, đi tới con đường còn lại. Còn ngoại hình sao? Ngoại hình thì em không có quan trọng lắm. Chỉ là quan trọng bằng đó là sống mà có hiểu biết một chút, tính cách cũng phải hợp với em. Sở thích của em thì em thích nghe nhạc giao hưởng, thích trồng cây và ngắm buổi chiều hoàng hôn trên sông hoặc biển. Trời ơi. Quá lãng mạn. Rồi. Bên kia có thích lãng mạn không em gái? Dạ có, mà lãng mạn vừa thôi anh. Em có đặt ra cái chuẩn người về ngoại hình như thế nào không? Em thì đơn giản lắm, chỉ cần cao hơn em thôi. Tại vì em cao 1m65, cao khoảng 1m68 trở lên là được rồi. Nãy giờ nghe giọng nói em đoán anh bên kia cao nhiêu, tướng tá anh thì sao? Anh nói nhỏ quá nên em chưa đoán được. Chưa đoán được hả? Dạ. Giờ sao để anh đoán được? Nói lớn tí nữa. Nói lớn gì cho người ta nghe, người ta đoán thử coi em. Dạ, em cao 1m69 chị ơi. Trời ơi, tôi kêu ông nói lớn cho người ta đoán. Ông nói luôn rồi. Mập ốm cao thấp mặt mũi, em đoán đi em. Dạ, thân hình là vừa nhìn được rồi. Bụng hơi tròn tròn tí cũng được. Mà em đoán ảnh có tròn không? Dạ không đâu. Ủa em mấy người người ta thích không có bụng, em thích bụng tròn tròn làm chi? Bụng tròn tròn sờ nó vui tai lắm anh. Trời ơi. Bụng tròn tròn mà sờ vui tai. Chút qua sờ thử coi vui tai không nha. Giờ em muốn sờ thử không? Chưa. Rồi bạn trai, bạn muốn mẫu người bạn gái bên này, bạn đoán như thế nào? Dạ em nghĩ cô ấy cao, tóc dài. Em đặc biệt là thích con gái hắt bím tóc, có giọng nói nhỏ nhẹ chút. Đừng có hung dữ quá. Em hiền lắm anh ơi, em không có dữ đâu. Để anh qua anh coi bên đó có hung dữ không nha.
Nãy giờ nghe nói giọng cũng căng lắm á. Anh khờ lắm. Dạ, dạ. Ồ, chào em gái. Dạ. Anh bên đây anh hiền lắm, anh hiền khô à. Nãy giờ em đề nghị gì cũng có hết trơn á. Em cũng hiền lắm anh. Đi về chắc là em giữ hơn ảnh đó. Không có đâu. Đoán gì đó. Chị coi giùm em nha chị. Coi muốn coi cái gì? Coi hết cho phim luôn. Coi cái bụng ha. Hay đưa tay ra tôi sờ, tôi cho coi cái bụng. Đi qua đây. Đây, đây, đây. Tay thôi rồi cho rồi cái bụng cái coi. Bụng bụng. Để cái bụng coi coi. Để cái bụng vô. Đó. Đừng có đưa bụng anh Linh nha. Cấm cái bụng là được rồi chị. Rồi đi rồi thôi coi sao. Được không? Coi cái đó được rồi dừng lại. Được chưa? Dạ được rồi. Cảm giác sao em? Không thấy đường mà. Tròn tròn. Đã tay. Cô nói là tròn tròn đã à, tay. Đã được. Tay. Rồi. Còn bên đây có muốn sợ gì không? Dạ không. À, bây giờ nếu được thì nào em tiến tới hôn nhân được? Thời gian tìm hiểu khoảng từ 6 đến 8 tháng. À, lấy nhau về mình sẽ ở đâu rồi định lập nghiệp sau này ở đâu? Ra riêng ở và mình lo làm ăn để lo cho con cái sau này. Rồi anh này thấy hiền quá ha. Hiền lắm. Em có tật xấu gì không? Tật xấu của em thì nói chung là chỉ mau quên thôi chị. Cũng có câu hỏi cứ hỏi đi hỏi lại có chục lần mà không nhớ. Được. Cặp này anh thấy cũng ổn đó. Rồi bây giờ kéo mặt mà cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Đây là cơ hội dành cho bạn đó nha. Cố gắng lên. Có món quà này em tặng anh. Dạ, muốn tặng cho anh. Cho anh nhận xét sao vậy em anh? Anh thấy em dễ thương, dễ gần. Dạ. Thường thì cuối tuần em có được nghỉ không? Dạ có, cuối tuần em được nghỉ. Vậy mình có thể sắp xếp mình gặp nhau được mà đúng không em? Dạ. Cái đó là do anh. Anh cũng không có giỏi nói những cái ngôn tình nhiều lắm. Nhưng anh chỉ có thể nói ngắn gọn là em cho anh cơ hội để được tìm hiểu em. Sau thời gian đó nếu mà chúng ta hợp nhau thì anh, thì mình tiến tới hôn nhân. Em nghĩ sao? Dạ em nghĩ cái đó cũng được anh. Cái đó là khi nào mình tiến tới hôn nhân đó là do tình cảm của hai bên quyết định. Khi nào mà mình cảm thấy như là mình cần thiết, cần có nhau thì nên lúc đó mình tiến tới hôn nhân. Thì em sắp xếp sao hẹn hò buổi nào lãng mạn đi. Cô gái cũng thích lãng mạn lắm á. Anh thì vào ngày cuối tuần thì anh được nghỉ 2 ngày. Có thể là anh sắp xếp gặp em, hẹn em trên một con sông nào đó, nó đẹp. Em không có biết bơi. Không có, hẹn ra sông mình ngắm chiều hoàng hôn. Rồi uống nước nói chuyện để tìm hiểu với nhau. Chứ không có sông. Ta lãng mạn thế là hay chứ, được không? Được. Đồng ý rồi ha. Bây giờ đứng lên rồi ha. Tiến tới, đứng trước mặt cô ấy. Đó, bây giờ hát bài gì đi. Hát nhìn vô mắt cô ấy hát. Nào hai người nắm tay nhau thử để họ mình cảm nhận. Kiếm cái câu nào hát cho nó ý nghĩa. Hát xong mình quyết định nha. Rồi, bắt đầu. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi. Tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên. Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên thế gian này. Bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Hãy cầm chặt tay anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này. Và dìu em bước trên con đường dài phía trước. Phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đâu, anh vẫn xin chấp nhận. Rồi, đưa ngay vào chỗ các bạn. Anh thấy như vậy rất hợp lý. Bây giờ vấn đề để tay vào nút bấm. Lắng động. Nhắm mắt lại. Suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Đẹp đôi lắm, nắm tay đi. Xin phép gì cho con hôn cháu gì gái? Con xin phép gì cho con... Nói đàn, nói cho gì nghe rõ. Coi dạ, gì con xin phép gì cho con hôn bạn. Có gì gật đầu. Có gì gật đầu. Đúng. Cơ hội, lâu lâu chút, từ từ. Để Nguyên nha, đi Nguyên. Được không gì? Dạ, theo tôi thấy thì cái chuyện này rất là tốt mà rất là lịch sự. Trước mặt đây là con cứ việc tìm hiểu, con cứ việc nói. Hung hít gì cũng không có đâu có sao.
Rất là tốt thôi. Chị ủng hộ không? Ủng hộ tới cùng, nhưng mà đừng có hôn với tớ chảo mà kín đáo thôi. Đúng rồi, mình công khai mà đúng không gì? Công khai, lại công khai, rất là công khai luôn. Chương trình này quá tốt luôn. Tôi rất là hoan nghênh. Dạ, cảm ơn gì à.